Rồi hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô số điện thoại 0768447735. Số đó em có xài Zalo luôn. Anh em nào muốn kết bạn Zalo thì kết bạn Zalo giúp em ha. Bên em là chuyên mua và bán những dòng xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Đặc biệt bên em bán những dòng xe có giấy tờ chính chủ, chiếc nào cũng được sang tên rút gốc đổi biển số. Đó. Ngoài ra những con xe không chính chủ anh em mà không có mua bán, không có giao dịch nha mọi người nhé. Xe mà không sang tên được thì bên em không có giao dịch. Anh em theo dõi kênh em bấy lâu nay thì chắc biết rồi, theo dõi nhiều thì chắc cũng đã rành. Anh em nào đã giao dịch qua bên em rồi thì quá là đơn giản rồi, rất là hiểu rõ về cái cách thức mua bán cũng như giấy tờ bên em ha. Bên em bán là bao giấy tờ từ A tới Z cho mọi người nha, bao rút hồ sơ gốc sang tên cho tất cả mọi người, mọi miền Tổ quốc từ Nam tới Bắc. Em bán xe có hỗ trợ vận chuyển xe, ship xe toàn quốc khi nhận tiền cọc nha anh em nha. Anh em nào ở lân cận Sài Gòn không có điều kiện đi lại cứ cọc cho em sẽ ship xe tới tận nhà. Còn những anh em ở ngoài tỉnh xa thì cũng như vậy nha. Ở tỉnh xa thì cọc tiền và em sẽ ship xe ra tận nơi, anh em nhận xe và thanh toán đủ giúp em ha. Giấy tờ thì anh em chỉ cần chụp căn cước công dân cho em là xong thôi. Em sẽ làm giấy tờ rút hồ sơ cho tất cả mọi người. Rồi. Quay lại chủ đề chính đi. Ngày hôm nay em muốn giới thiệu với tất cả mọi người một con xe của nhà Honda. Dòng này thì quá nổi tiếng rồi, bên kênh em bán cũng khá là nhiều xe rồi. Em nói là Honda Rebel 125, hai máy, hai bô, hai buri. Con này là đời 1999, nó đời cuối cùng của Honda Rebel 125 này luôn. Và đặc biệt con em này là nó là đồ rin nha anh em nha, đồ nguyên rin, nó là chưa có được dọn dẹp. Nói chung là nó vẫn giữ cái nét cổ điển và hồi cổ từ lúc mua tới giờ. Thì được người chủ mua và sử dụng và giữ những cái dấu vết theo thời gian trên xe. Và nói chung là đúng một con xe của chắc rin. Xe chắc rin nha anh em nha. Xe này là xe rin. Đó, cho anh em nào thích những dòng xe mà nguyên rin. Đó, Bel này thì nó có nhiều loại xe lắm nha anh em nha. Nó là loại xe dọn mới, xe nguyên rin và những cái dòng xe mà lên đời. Đó, nó lên đời thì bên em không có mua bán, không có giao dịch rồi. Thì bên em là có đó, một là xe dọn mới nguyên chiếc và từ trong ra ngoài dọn phun mới, còn một là còn hai á là xe như vậy. Đó, xe zin. Xe zin thì đương nhiên thì nó nhìn nó không bắt mắt và nó không đẹp bằng những con xe dọn mới từ trong ra ngoài nha anh em. Xe dọn mới từ trong ra ngoài thì đương nhiên thì chiếc nào cũng đẹp leng keng. Đó. Còn những con xe mà chưa được tăng trang, chưa được sửa chữa thì nó sẽ cũ hơn. Và nhưng mà nó mang cái chất zin theo xe nha anh em nha. Chất hồi cổ thì nhiều anh thì anh thích dọn mới tinh cho anh về anh sử dụng thôi, anh không cần làm gì hết. Thì nhìn vô một con xe thì nó mới từ đầu tới đuôi. Còn đây là một con xe rin. Đó, một con xe rin thì nó sẽ như thế nào và nó nhìn nó ra sao. Thì đây hôm nay em sẽ review giới thiệu với tất cả mọi người một con xe này. Nó nguyên rin từ đầu tới đuôi. Nguyên rin nhưng còn rất đẹp nha anh em, chứ không phải là nguyên rin mà dập nát. Đó, nguyên rin nhưng mà với điều kiện con xe phải còn liền còn đẹp mới gọi là xe chắc rin. Còn những con rin mà dập quá thì nên dọn mới. Đó, thì dọn mới thì cũng không có vấn đề gì hết, thì người ta cũng bỏ tiền bỏ công sức ra người ta dọn thôi một con xe cho nó mới, cho anh em nhìn nó đẹp đẽ và đi sử dụng nó ok thôi, chứ cũng chả có vấn đề gì đâu ha anh em ha. Còn anh em nào muốn nguyên rin thì đây ngày hôm nay có ha. Đây, trước tiên là tới cây phuộc nha anh em nha. Đó, anh em thấy không? Phuộc zin chưa đánh. Nó sẽ như vậy. Nó sẽ nổ tăng. Đó, thì xe xài mấy chục năm rồi thì đương nhiên ép buộc nó phải như vậy nha anh em nha. Đây, đắt niên của nó là niên zin. Đắt tháng 6 năm 98 là xe đời 99 đó nha anh em nha. Đây, tháng 6 năm 98 và trên cái đắt tem của nó cũng là tháng 6 năm 98 made in Japan nha anh em nha. Xe nhập khẩu, chiếc nào Rebel nhập khẩu cũng có cái tem thiết đó hết á. Đó, này. Phuộc zin, câm zin, niền zin, vỏ thì thay rồi. Thì vỏ thì đương nhiên chạy phải thay chứ mấy chục năm rồi sao rin được. Đây kệ phuộc ở đây. Còn tem. Đó, hai bên nha anh em nha. Anh em mà kiếm xe Rebel 125 mà cái tem phuộc nó còn vàng, nó còn đẹp cỡ này thì cũng khó có cái tem này lắm nha anh em. Đó, cái tem này tem zin lột không bao giờ ra nha anh em nha. Trừ trường hợp anh em tác động máy móc nó mới ra thôi, đánh chà lại nó mới ra, lột không bao giờ ra. Đây phuộc zin nha anh em nha, heo dầu zin, câm niền zin, máy móc zin nguyên nghiêm. Đó, cái đầu bò nó này, đầu lòng máy thì đương nhiên thì chạy theo thời gian, nó zin là thấm, nó phải như vậy nha anh em.
chứ không có anh em mà muốn ring mà nó mới len can thì không có đâu nha anh em. Đó, tại vì con xe xài mấy chục năm rồi, làm sao mà mới được. Đó, lốc nồi bên này vẫn còn ring nha anh em nha, chưa có đánh cước, chưa có chào bóng. Đó, có sao để vậy. Đó, theo năm tháng thì nó sẽ lên tăng. Đó, nó lên tăng 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 rất là đẹp. Đây là cái nước sơn zin của nó nè. Đó, cái chỗ mà còn mới ấy, là nước sơn zin. Còn những cái đây là nó sẽ theo năm tháng nó sẽ bị lên tăng. Đó, nó lên tăng và ít bữa nó sẽ nó lên hết như thế này nè nha anh em. Nó như cái mặt đây nó đang lên, nó đang lên, còn cái này là lên xong rồi. Mấy cái này là lên là nó tróc hết rồi. Nó còn lớp nhôm không. Rất là đẹp. Máy móc nguyên zin nha anh em nha, máy im ru. Đây, tất cả là đều zin hết. Bô zin luôn. Tem bọng nè anh em. Đó, cái bộ tem của nó này, tem gấp này, nó vàng khè luôn ha, theo năm tháng ha. Đúng chắc xe zin nha anh em nha. Đó, cái bô zin, bô inox rất là đẹp. Tem phuộc còn luôn nè anh em. Đó. Thì xe zin nó mới như vậy nha anh em. Những cái món đồ trên xe nó sẽ được cũ đi theo năm tháng và đã để lại dấu vết theo thời gian. Con này đã có gắn chống gãy xi nhan rồi. Cầm niềng trước sau đều zin hết nha anh em nha. Yên cũng là yên zin luôn nha anh em nha, chưa có được bọc lại đâu. Đó, cái này là zin hết. Con xe còn 4 số luôn nè mọi người. Đó, 54LR3 1675. Đó, xe còn 4 biển số, 4 số nha anh em nha, chưa có sang tên lần nào hết. Đăng ký năm 1999. Đó, còn đắt sườn, đắt đời là 1998. Nó đắt niềng cũng như là đắt tem xe. Đây, tháng 5 năm 98 nha anh em nha. Đó, tháng 5 năm 98 là cái niềng sau. Niềng trước là tháng 6 năm 98 luôn. Đó, đúng theo xe luôn nha anh em nha. Nước sơn zin chưa có dặm tuốt anh em ơi. Đó, anh em thấy những cái trùng trị nó chạy trên cái nước sơn không? Đó là chắc zin nha. Xe zin thì ép buộc nó phải như vậy nha anh em nha. Anh em nào muốn giữ zin, giữ theo năm tháng mà một con xe nó nguyên si từ lúc mua thùng tới giờ thì đây. Ốc, những con ốc chì của nó này nè, nó có màu chì nha anh em, nó không phải là màu inox. Mà inox là màu dọn lại rồi. Đó, cái má đùm nó cũng là nguyên zin. Cái má thắng nè và cái đùm nè, nó đùm sau vẫn là nước sơn zin nha anh em nha. Cam của nó vẫn là cam zin, cam chì. Còn cam mà làm mới là cam inox. Đó. Made in Japan nè anh em. Đó, thấy không? Cái nào ring là ring nha mọi người nha, còn cái nào mà làm mới là nó làm mới. Đó, làm mới hay là ring gì nó cũng như nhau thôi. Thì nhiều anh thích xe mới chọn mới, còn nhiều anh thì thích xe ring. Nó nhiều 2, 9 người 10 ý. Thì nói chung là mọi anh nào thích cái ý nào thì mua theo cái ý đó. Đó, sườn là zin luôn, chưa có dặm tuốt nha mọi người nha. Theo năm tháng mình cọ rửa thì nó sẽ bị xước. Đó, rửa xe và nó sẽ bị xước nha anh em nha. Ốc ring của nó này, ốc máy ring nha anh em nha. Đây, những con ốc của nó là còn nguyên thủy hết. Lốc máy bên này vẫn vậy nha anh em. Đó, theo năm tháng nè, anh em thấy không? Đó, nó lên tăng. Chỗ nào mà nó lên tăng xong là nó sẽ lát. Đó, còn chỗ nào đang lên tăng thì nó sẽ chạy trùng chỉ. Đó. Đó, như trên này là nó chạy chỉ xong rồi. Đó là nó lên tăng xong là mình rửa, mình chà cái là nó sạch ra. Nó tróc hết cái lớp này ra, cái là nó sáng. Tại vì cái này là mình nhôm nguyên khối nha anh em. Đó, cho nên nó rất là bền. Nó máy móc này khít dịch luôn anh em ơi. Máy móc nó em ru và ru luôn. Máy là máy zin nha anh em, máy nguyên zin luôn đó. Đó, đầu lòng anh em coi cái máy giữa này nó khít dịch luôn. Đó, chưa có làm luôn nha anh em nha, máy móc nguyên zin luôn. Đó, đầu lòng bình xăng zin, nước sơn zin nè anh em, tem zin luôn. Đó, anh em thấy những con trùng trĩ mà nó chạy theo cái tem mà nó chạy theo nước sơn không? Đó là cái chất zin nha anh em nha, chất zin trên xe nó mới có được cái trùng trĩ nha. Còn xe mà nước sơn đã sơn lại hoặc tem đánh lại rồi thì nó không bao giờ có. Anh em chạy nó sẽ cũ thôi chứ nó không có lên trùng chỉ được. Trùng chỉ là để dành cho những cái con xe ring nó mới có được. Nước sơn ring đó của nhà sản xuất từ lúc mua tới giờ nó mới còn ring, là nó mới còn đó nha anh em nha. Đây, bao tay ring, cầm ring, con tắc ring, kiến ring, tất cả đều ring hết 100%. Nó heo dầu trước ring, xi nhan ring, đèn trước cũng ring. Đây, cái đèn trước, cái đèn ring của nó là nó ngà ngà nha anh em. Đó, đèn ring theo xe hết. Đó, những cái bàn thờ nè, những chẳng ba là nguyên ring này, nó chạy trùng chỉ hết nè anh em thấy không? Đó, nó lăng quăng ha. Đúng chắc đồ ring luôn.
Còn xe zin thì nhìn nó sẽ hay hơn một tí, tại vì lý do thì nó được những con xe này anh em mua thì thường là đa số là sưu tầm hồi niệm, đi cà phê cà pháo thì cần một anh em, những anh em nào khó tính thì cần một chắc con xe zin nguyên thủy. Đó, xe zin nguyên thủy thì nó sẽ như vậy. Đây, ốc là vẫn còn màu nha anh em, ở trên thì nó ít có đụng chạm hơn, ở dưới thì mình rửa mình chà nhiều, còn trên này thì giữ gìn còn khá kỹ, anh em thấy không, dây dầu nè, ốc nè, đồng hồ km của nó còn hoạt động bình thường nha anh em nha, không thiếu sót một bất cứ một món nào. Audio của em nó là 22.418 km, còn 2 triệu có zin theo xe, tất cả đồ trên xe là nguyên zin 100%, nước sơn bình xăng rin nha anh em nha, chưa có sơn lại, những cái cụm, những cái bao tay da là vẫn còn rin nè anh em, đó, những cái thông số kỹ thuật ở trên cái cùm như chữ nghĩa là rõ ràng, đó, đèn còi basting không thiếu một cái gì hết. Đây, những cái miếng này là vẫn còn zin luôn theo xe nha anh em nha, rất là đẹp mọi người ơi, đó, tem zin, nước sơn zin, máy móc nguyên zin, đó, một con xe nó rin thì nó phải như vậy, đó, mà đúng là chắc zin nha anh em. Đó, cái tem của nó là từ tem phuộc sau tới phuộc trước là đều nguyên zin, nó ngã vàng, nó màu mỡ gà đó, chạy lâu năm thì nó sẽ thành màu mỡ gà, đến nỗi thậm chí những cái tem này cũng là zin luôn. Rồi, yên zin luôn. Đó, anh em nào muốn con xe zin nguyên thủy thì đây là một con xe cho mấy anh lựa chọn ha. Anh em nào thích xe zin nguyên thủy, đó, nó không có đẹp bằng những con xe dọn lại đâu. Đó, cái đó là điều đương nhiên rồi anh em. Xe dọn mới thì nó sẽ mới hơn, dọn mới mà không mới nữa thì thôi chứ. Còn những con xe nguyên zin thì nó như vậy, nó không được đẹp lắm nhưng nó vẫn mang một cái tính chất là dạng như hồi niệm hồi cổ. Nó liền lạc xe, nó xe zin là ép buộc nó phải liền và nó còn xuất sắc nha anh em nha. Xe này gọi là xuất sắc rồi, 20 mấy năm, năm 1998-99 tới giờ hiện tại 2023 rồi, gần 30 năm rồi. Thì anh em nghĩ chiếc xe nào mà nó không cũ cho được. Đó, những này là đáng giá để anh em sưu tầm nha. Con xe này thì khỏi phải bàn rồi, đắt đời rất là cao luôn, đời 99, đời cuối cùng của dòng này, nguyên zin 100%. Thì nói chung là đồ trên xe là nó nguyên thủy hết nha anh em nha. Chỉ có vỏ lớp thì thay rồi, nói chung là vỏ lớp thì không có tính tới nha, đi thì phải thay thôi. Rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi, em xin test máy và báo giá cho tất cả mọi người. Con xe này thì chính chủ mua bán thì bao rút hồ sơ gốc sang tên. Xe vẫn còn biển số 4 số là anh em hiểu rồi ha. Đó, kiếm một con Honda Rebel mà đời 99, đời cuối cùng, nó đến ngày hôm nay mà nó còn được như vậy thì khó có nha anh em nha. 100 chiếc mới được một chiếc thôi, chứ không có chiếc nào mà nó còn liền lạc mà đồ rin trên xe mà còn hết. Nhiều anh em kiếm được một con xe rin nhưng nó đã dập nát rồi, nó đã cũ quá xá rồi, thì anh em ép buộc phải làm mới lại, đó, cái là điều đương nhiên. Nhưng mà phục tùng trên xe vẫn còn đồ rin theo xe thì ok, chứ không tính tới những cái đồ lô nha anh em. Đồ lô mà mua gắn vào thì không có tính, đó là đồ lô rồi, không phải đồ theo xe. Cái như một con xe như vậy nó nguyên zin đồ, anh em chạy 2 năm 3 năm nữa 4 năm nữa mà anh em dạng như cảm thấy mà nó không còn được mới lắm thì anh em cứ dọn lại mới nguyên zin thôi, dọn theo kiểu nguyên zin nha anh em nha. Cứ giữ đồ trên xe và làm mới tất cả đồ phục tùng trên xe thôi, nói chung là cái nào cũ thì mình làm mới lại rồi không có vấn đề gì hết. Xe thì đồ zin thì lúc nào nó cũng giá trị hơn rất là nhiều so với những đồ thay lại. Đó, con xe này là anh em chạy 3 năm 5 năm nữa nó sẽ xuống theo một cái màu, cái màu của nó là được gọi là màu chì á, nó sẽ xuống theo cái màu chì, nhìn nó rất là hồi cổ nha anh em. Còn anh em nào muốn dọn mới thì cứ về đó mua con nguyên rin như thế này nè, anh em về dọn phun mới thôi, nó vẫn là đồ rin nhưng mà đồ đã làm tăng trang lại cho nó mới thôi, chứ nó không có vấn đề gì hết nha anh em. Đó, nó rất là nhiều kiểu dọn xe, anh em đừng có hiểu lầm là dọn xe là lô đồ là không có đúng. Nó hai cách dọn xe nha anh em nha. Một cách là dọn nguyên rin, có nghĩa là đồ một con xe nó sẽ nguyên thủy như thế này và anh em làm mới từng chi tiết từ đầu tới đuôi, cái đó là được gọi là xe dọn mới. Còn cái xe mà xe tăng trang là nó sẽ khác, anh em hiểu không? Nó tăng trang là những cái món đồ nó bị hư, nó bị bể, nó bị móp là anh em mua đồ khác gắn vào, đó là xe tăng trang. Hai loại dọn xe nha anh em nha. Dọn xe mà dọn xe rin nó khác và dọn xe mà tăng trang nó khác, làm đồng nó khác. Ví dụ như một con xe anh em bị đâm đụng té ngã hay là bị móp, bị méo, bị bể, bị hư
thì anh em mua những cái món đồ khác, đồ mới anh em gắn vào thì đó là xe tăng trang. Còn xe mà xe dọn rin là có nghĩa là xe nguyên thủy, người ta làm mới lên, nó sẽ khác nha anh em. Đó, chứ nhiều anh em cứ kêu xe tăng trang mới thì sợ đồ lô thì không có nha anh em nha. Tăng trang mới hai loại đó, như hồi nãy em nói đó, nó có cách hai cách dọn xe cho anh em phân biệt cái con xe nào là nó chất lượng và con xe nào nó kém chất lượng nha anh em nha. Em mua bán rất là rõ ràng, em bán xe rất là nhiều, xe dọn mới có, xe tăng trang có và xe rin có, rất là nhiều loại, cho nên nó rất là rõ ràng xe nào như thế nào là phải nói y chang như vậy nha anh em nha. Cái bô của nó là bô inox, bô này nó không bao giờ bị cũ nha anh em nha. Đó, anh em chạy cứ lau chùi nó sẽ bóng hoài đó, rất là bền bỉ xuyên thời gian luôn. Dòng này là nồi đồng cối đá, anh em mà chắc đam mê cái dòng Rebel này thì chắc anh em nào cũng đã rành, cũng đã biết về con này rồi ha. Con này nó quá nổi tiếng rồi, từ nhỏ tới lớn, tới trung niên tới già, tất cả đều biết về dòng xe này. Dòng xe này thì trẻ đi cũng được, lớn đi cũng được, người cao tuổi đi vẫn được bình thường nha anh em nha. Thứ nhất là nó nhỏ gọn, thứ hai là nó bền, thứ ba lợi xăng, thứ tư là không cần sử dụng bằng A2, vẫn sở hữu được một con mô tô hai máy, hai bô, tiếng máy rất là uy lực. Rồi em xin tắt máy cho mấy anh xem ha. Cho nên nó có giá trị là chỗ đó nha anh em nha. Đó, hiện tại xe này nó có giá lắm, nó được anh em săn đón và tri lùng rất là nhiều, mua bán rất là rầm rộ. Con này nó nổi tiếng lẫn thị trường Việt Nam lẫn nước ngoài luôn. Bell 125 hoặc Bell 250 thì ở Việt Nam mình rất là ưa chuộng, được anh em săn đón và mua sưu tầm rất là nhiều. Con xe này thì máy móc có thể bàn, nhẹ hiu im ru thì đương nhiên một con xe zin thì máy nó phải zin nha anh em nha. Còn những con xe tăng trang và làm mới thì ép buộc phải rã máy và phải làm mới. Ví dụ như anh em muốn làm cái này mới, muốn làm cái lòng trong mới thì anh em phải rã máy ra anh em mới làm mới được. Đó đúng không? Là đương nhiên là xe phải máy đã rớt rồi, đã làm rồi. Còn con xe mà anh em muốn mà rin như thế này thì đó, nó có rin như thế này, nguyên thủy. Đó, mà anh em muốn làm mới thì nó sẽ rớt máy rồi. Đó là điều đương nhiên nha mọi người. Đó. Con xe này là máy zin, nổ rất là im. Nổ từng tiếng một nha anh em nha, rập tiếng nào ra tiếng đó. Dòng xe hai máy này thì anh em có thể bàn cái máy của nó rất là chất lượng, nó đèn đuốc thì mới đó, nó ngả vàng đèn zin nha anh em nha. Anh em thấy cái màu đèn zin không, nó khác với những cái đèn xe lô nha. Đèn xe lô nó cái chói của nó là nó sáng trưng nè, còn đèn này nó ngả vàng vàng rất là đẹp, đúng chất zin luôn. Cớp nè, pha nè, anh em thấy không, xi nhanh nè, xi nhanh trái phải trước sau đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Đó. Còi nè, đấy, nút bắt sinh nè, nút sinh đường nè anh em, đó, đây là nút bắt sinh nha anh em, đó, nút sinh đường. Anh em nghe thấy cái máy không? Nổ sịt rất là hay, máy nó cực kỳ êm nha anh em, đó, máy zin, xe zin, máy zin. Tất cả đồ trên xe là zin theo xe hết. Làm sao mà những con xe này mà có nhiều trên thị trường được anh em? Đó, tại vì nó quá lâu rồi, nó mấy chục năm rồi mà được một con xe zin nguyên thủy như thế này thì rất là hiếm nha anh em nha. Anh em nào mà muốn chơi những dòng xe Honda Rebel 125 mà nguyên zin như thế này thì đây là một con xe cho anh lựa chọn ha. Nó không có nhiều đâu, nó xe zin thì nó rất là ít. Còn xe mà làm mới thì rất là nhiều. Đó, làm mới thì nó cũng tốn tiền lắm chứ không phải là không tốn tiền đâu nha anh em nha. Anh em mua một cái xác xe về và anh em bỏ công ra dọn mới nguyên chiếc. Anh em mà không biết dọn xe thì dọn không biết làm sao mà dọn cho nó lên một con xe như ý được. Đó, chỉ có người trong nghề người ta chuyên dọn xe người ta mới dọn được một con xe nó như ý của các anh em thôi nha. Còn anh em nhiều khi kêu mua xe về tự dọn ha. Dọn nhiều khi nửa năm cũng chưa xong chiếc xe mà dọn xong rồi nó lên nó nhìn không giống ai hết. Đó. Còn con xe như thế này thì họ không có nhiều được. Đó, tại vì xe nó quá lâu đời rồi. Nó năm chín mấy tới giờ thì mấy chục năm rồi. Thì kiếm một con xe zin thì nó cực kỳ keng, cực kỳ khó luôn. Đó là điều tất nhiên nha mọi người nha, anh em chơi xe thì chắc hiểu. Đó,
đó. Cho nên những con xe này mà đến ngày hôm nay nó còn đẹp và còn keng như vậy thì giá trị của nó cũng không bao giờ hề rẻ nha anh em nha. Con xe này em bán với giá là 135 triệu, đó, 135 triệu rất là đáng đồng tiền cho anh em bỏ ra chơi một con xe nguyên zin, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Máy móc thì thầm mùa xuân rồi, không bàn tới. Anh em kiếm đâu ra mà những cái chất xe riêng như thế này mà còn đẹp còn liền như thế này thì không có. Đa số là xe dập nát hết là nhiều nha anh em nha. Xe này là chạy đúng 22.000 cây luôn, rất là đẹp. Rồi, anh em nào yêu thích con này thì alo liền cho em. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0768447735. Số đó có Zalo, anh em là cần hình chi tiết hoặc tư vấn thêm cái gì, thắc mắc cái gì thì cứ vào Zalo giúp em nha. Xe nguyên zin rất là đẹp anh em ơi. Đó, máy móc nè, đậm nạt bô cái. Alo liền cho em ha. Em xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong những video clip tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.